Xin chào anh chị, các bạn đã đến kênh YouTube của Thần Đoàn. Rất vui được gặp lại anh chị bạn trong nội dung video mới nhất của mình ngày hôm nay. Thì trong chuỗi video chia sẻ về thông tin quật địa phương trên toàn quốc, vừa rồi mình có nhận được thông tin bình luận của chú Quỳnh Thanh. Thì chú có hỏi là nhờ xem về cái thông tin quật của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn đến năm 2030. Thì ngày hôm nay mình làm clip và xin gửi đến chú. Nếu như mà chú Quỳnh Thanh, anh chị và bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký. Và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình về hoạch nhé. Link download của cái bản đồ này thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả, để mà chú Quỳnh Thanh có thể tải về để mà mình có thời gian mình nghiên cứu thêm. Thì hiện tại là như chúng ta cũng đã biết là thị xã Bình Minh thì nằm ở bên bờ sông Hậu, thuộc cái phía tây nam của tỉnh Vĩnh Long, cách thành phố Vĩnh Long là 32 km và cách thành phố Hồ Chí Minh là 167 km. Có vị trí địa lý chi tiết là phía bắc giáp với huyện Bình Tân, phía đông giáp với huyện Tam Bình, phía nam giáp với huyện Trà Ôn và phía tây giáp với quận Cái Răng và quận Ninh Kiều của thành phố Cần Thơ qua sông Hậu. Thì hiện tại là trung tâm hành chính của huyện Bình Minh chính là thị xã Bình Minh, thì được công nhận là đô thị loại 3 năm 2020 vào ngày 31 tháng 7. Thì hiện tại là thị xã Bình Minh cũng có những cái bước chuyển mình mạnh mẽ, làm cho cái bộ mặt đô thị là khang trang hiện đại hơn. Thì nhìn trên bản đồ hoặc là thực tế thì chúng ta cũng thấy là thị xã Bình Minh có rất là nhiều cái lợi thế để phát triển. Thứ nhất là thị xã Bình Minh nằm bên bờ sông Hậu đây. Cách thành phố Vĩnh Long là khoảng 32 km về phía bắc, cách thành phố Cần Thơ là 5 km về phía nam. Thì nhờ có các lợi thế là về giao thông với quốc lộ 1A, quốc lộ 54 và đường thủy trên sông Hậu và hệ thống cảng biển kho bãi, thì khu vực Bình Minh ngày càng được khẳng định vị thế chiến lược là trọng điểm để phát triển công nghiệp, đô thị và dịch vụ của tỉnh. Thì bên cạnh cái tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đã được triển khai để kết nối với cái cao tốc là Trung Lương Mỹ Thuận đã hoàn thành, thì để mà tạo điều kiện cho khu vực Bình Minh có rất là nhiều lợi thế để phát triển về kinh tế xã hội trong tương lai. Thì sau đây chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những cái công trình trọng điểm đã xây dựng trên khu vực huyện Bình Minh đến năm 2030. Thì theo cái bản đồ quy hoạch của thị xã Bình Minh thì khu vực thị xã Bình Minh có tổng cộng là công trình dự án mục đích quốc phòng là có 9 công trình. Mình điểm sơ qua những cái công trình chính, ví dụ như là mở rộng trụ sở làm việc công an thị xã Bình Minh, phường Thành Phước, hay là trạm tuần tra kiểm soát giao thông thị xã Bình Minh. Thì cái phần màu đỏ là cái phần là đã làm rồi, còn cái phần màu đen, cái viền màu đen là chuẩn bị sẽ được làm, hay là xây dựng các cái trụ sở công an xã Đông Thành, xã Đông Thạnh, xã Mỹ Hòa, xã Thuận An, thì cái này là sẽ được triển khai trong thời gian tới. Thì mình sẽ điểm sơ qua những cái công trình khác. Tiếp theo là các công trình dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Công trình đã làm rồi đó là khu công nghiệp Đông Bình. Công trình sẽ được làm trong thời gian tới, ví dụ như là khu công nghiệp phức hợp cảng Logistics Mỹ Hòa, dự án đầu tư xây dựng công trình đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ giai đoạn 1, rồi bổ sung nâng cấp quốc lộ 54, vân vân. Rồi các công trình do Hội đồng Nhân dân tỉnh chấp thuận, các công trình cấp tỉnh
như là cụm công nghiệp Thuận An, cải tạo nâng cấp đường tỉnh 910B, nâng cấp mở rộng đường tỉnh 909, rồi đường từ quốc lộ 54 đến khu công nghiệp Bình Minh. Thì tổng cộng là có đến 198 công trình sẽ được xây dựng mới từ nay đến năm 2030. Thì nếu như mà chú Quỳnh Thanh, anh chị hoặc bạn quan tâm hơn thì có thể là tải cái bản đồ về và mình có thể là nghiên cứu thêm. Nếu như mà mình ở những cái khu vực nào đó thì mình biết được cái thông tin quy hoạch thì mình sẽ có những cái định hướng để đầu tư nó an toàn hơn và dễ sinh lợi hơn. Thì đây là tổng thể của thị xã Bình Minh. Thì nhìn trên cái cơ cấu quy hoạch đó thì đến năm 2030 là đất ở, thì đất nông nghiệp là 5.461,34 ha, thì chiếm 58,83%, và đất phi nông nghiệp là 3.901 ha, chiếm 41,67%. Đất nông nghiệp thì là sẽ có đất là trồng cây, đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm và đất nuôi trồng thủy hải sản. Đất phi nông nghiệp thì có đất ở, đất xây dựng các cái công trình công nghiệp và các công trình khác. Thì nhìn theo tổng thể cái cơ cấu sử dụng đất thì chúng ta hãy thấy rằng là đất nông nghiệp vẫn chiếm là tỷ trọng cao trong cái cơ cấu quy hoạch của khu vực thị xã Bình Minh, 58,33%. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng điểm qua những cái công trình trọng điểm lớn mà nó chiếm cái quỹ đất nhiều của khu vực thị xã. Thứ nhất là công trình khu công nghiệp Đông Bình. Thì khu công nghiệp này sẽ dọc theo quốc lộ 54, có vị trí là từ cây xăng Thành Nghĩa cho đến gần cây xăng số 3 Petro Vĩnh Long. Thì tổng diện tích của cái khu công nghiệp này là nó khoảng 35 ha. Rất là rộng. Thì chú Quỳnh Thanh hay là anh chị và các bạn mình nếu như mà ở khu vực thị xã Bình Minh thì có thể là tải cái bản đồ về và xem chi tiết ranh giới của từng cái khu công nghiệp, từng cái công trình nhà nước sẽ được xây dựng trong thời gian tới, để mà mình có những cái định hướng đầu tư mua bán cho nó phù hợp. Liền kề khu nghiệp Bình Minh hiện tại thì đó là khu vực của xã Mỹ Hòa, dọc theo hai bên đó là một bên là sông Trà Ôn và một bên là sông Hậu. Một công trình trọng điểm mới được hình thành đó chính là khu công nghiệp phức hợp cảng logistics Mỹ Hòa. Thì khi mà cái công trình cụm công nghiệp phức hợp này được hình thành thì cái nhu cầu về nhà ở cho những hộ tái định cư trên khu vực cũng sẽ tăng cao. Thì do đó thì kế bên cũng sẽ hình thành là khu tái định cư của khu công nghiệp phức hợp cảng logistics Mỹ Hòa. Và các khu vực còn lại thì cũng sẽ được quy hoạch là đất ở, thì cũng rất là tiềm năng.
khu vực xã Thuận An thì dọc theo trục quốc lộ 1A đây. Đây là phần quỹ đất từ vị trí là cây xăng số 67 Petrolimex Vĩnh Long cho đến cây xăng Bắc Bình Minh Petimex. Thì khu vực này là được quy hoạch là cụm công nghiệp Thuận An với cái diện tích đó là 72,9 ha, khá là rộng. Thì như chúng ta cũng đã biết là nằm trong kế hoạch phát triển giao thông đường bộ của cả nước, thì một cái công trình trọng điểm cũng rất là được mọi người quan tâm, đó chính là tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Thì khu vực thị xã Bình Minh cũng nằm trên cái lộ trình của cái tuyến đường sắt cao tốc này đi qua đây. Cái tuyến đường sắt này có một phần đi qua khu công nghiệp Đông Bình. Thì về chi tiết của các cái công trình và những cái chi tiết đường đi thì chú Quỳnh Thanh, anh chị các bạn có thể là tải về cái bản đồ này để mà mình nghiên cứu thêm. Thì trên đây mình vừa chia sẻ những thông tin quy hoạch cơ bản nhất của thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long giai đoạn đến năm 2030. Nếu như chú Quỳnh Thanh, anh chị và các bạn cảm thấy nội dung video này hữu ích, xin bấm nút like và nút đăng ký và đừng quên bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của mình dự hoạch khi mà các địa phương có cập nhật mới. Link bản đồ của cái bản đồ này mình sẽ để dưới phần mô tả để mà chú Quỳnh Thanh, anh chị và các bạn tiện download về để sử dụng. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn.